Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây, chào mừng đến với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dây nhà này nha các bạn. Đây là dây phục thù các bạn ạ. Son F15. Cùng tiến vào nhà nào. Trong xe tải không có gì cả. Cùng đặt thuốc nổ đây nha các bạn, tránh xa ra nào. Sáu chét là tất cả chúng tất những gì chúng ta có. Cùng mở nó ra thế nào. Nhôm này, gỗ này, bảo mạch này. Cùng xử lý bọn zombie nha các bạn. Hòm thứ hai này các bạn. Ôi trời ơi, tôi không cố ý làm như vậy. Thịt thì các bạn. Cờ lê này các bạn. Băng dính nữa. Transistor. Air filter này với cả rượu nữa. Với cả động cơ. Dây này có vẻ buồn đây các bạn ơi. Lại rượu nữa, vải dày nữa. Đi bọn zombie ngu ngốc này nha các bạn. Gì con zombie ngu ngốc. Dây này buồn rồi đây. Có vẻ buồn đây với các bạn ạ. Thẻ đỏ này các bạn. Dìu nữa. Căn phòng bên cạnh này không có gì đâu các bạn ạ. Căn phòng này trống. Đây là tất cả những gì mà chúng ta thu được. Thôi rồi. Dây này quá là tệ luôn các bạn ạ. Đáng ghét mấy lời nè.
Dây này quá chán các bạn ạ. Không được sự chấp nhận của tôi. Dây này rác rưởi quá. Kinh tởm các bạn ạ. Quá buồn luôn. Ta cùng dọn dẹp tầng 4 của băng cơ fan nha các bạn. Nhìn cái đám zombie này xem. Đánh đén này. Cùng nén nút nào. Lên cấp các bạn ạ. Giờ cùng chạy qua cái súng máy hạng nặng này nha các bạn. Quá ngon các bạn ạ. Úi giời ơi, nó bắn các bạn ạ. Đời nha các bạn. Tuyệt luôn. Ôi giời ơi. Đáng ghét. Sao mày thấy nhờ đông trên di tràng ngu ngốc cùng chết nào. Bọn băng giá thank you.
cùng nữa. Vậy chúng ta dọn dẹp trong tầng 4 rồi của Bazaar Fan rồi. Cùng xem trong phòng có gì nào. Chẳng có gì cả. Rồi nó mang cứu thương ra cái mảnh thép này với hai quả lựu đạn các bạn. Chúng ta cùng làm sự kiện xe hơi này nào. Cùng bắn tên này các bạn. Khổ thân nhưng mà kệ các bạn ạ. Vậy là xong 3 tên rồi. Quá nhanh gọn. Nước nhôm này, rượu này, sơn này, bình máu lớn này, lại bình máu lớn tiếp. Sự kiện này không có zombie các bạn ạ, quá là xịn, quá là tuyệt vời, 10 trên 10 điểm. Búa này, mũ này, cùng lấy xăng nha các bạn. Súng này các bạn, quá xịn luôn. Với cái mặt nạ khí độc nữa. Chúng ta này được một khẩu súng miễn phí rồi. Thế là sự kiện này luôn là tốt. Luôn xịn. Quá đỉnh các bạn ạ. Đừng quên theo dõi kênh, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.